Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh NGT. Chúc bạn ngày mới vẻ nha. Trên tay mình đây đang có một cục sạc dự phòng nha các bạn nhé. Nó gọi là cục sạc dự phòng đa năng của Remax luôn các bạn ạ. Đó, thì bây giờ mình và các bạn sẽ cùng kiểm tra cục sạc dự phòng này này, mở hộp này và cùng test đánh giá sản phẩm này nhé. Cục sạc dự phòng này thì nó có pin, nên là mình sẽ quay nhiều video để cùng ghép lại, để cũng có một cái đánh giá khách quan hơn cho các bạn cùng xem nhé. Bây giờ mình sẽ đi gần lại hơn để mình cho các bạn xem được vỏ hộp dự phòng này nó có những cái gì nhé. Đây, đây các bạn thì nhìn thấy nhé. Bên ngoài đây các bạn nhìn thấy là có hình của chiếc cục dự phòng này này. Tiếp theo là cục dự phòng, hạt sạc dự phòng này nó có là 15.000 mAh nha các bạn nhé. 15.000 mAh thì nó có thể sạc được khoảng, như điện thoại của mình là điện thoại iPhone thì khoảng 3.000 đi, 3, 5, 15, khoảng 5 lần. Đó, ok, mình thử sạc xem được sạc được 5 lần hay không nhá. Tiếp theo là nó sẽ có cho chúng ta là chân jack này. Chân jack ở đây chúng ta là 90 độ này, cũng như là 4 cổng output này, 2 cổng input này. Đó, ok. Bên cạnh đây nó sẽ có chúng ta là một số thông số. Đây, mình cho các bạn xem gần hơn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ mở hộp cái sản phẩm này ra nhé. Đây các bạn ơi, đây mình lấy được ra rồi đây. Ở bên trong này nó có một cái hộp nhựa để nó đựng cái cục sạc dự phòng này này. Cục này thì mình thấy là tương đối nhỏ. Liệu không biết là có đạt đủ 15.000 mAh không nhỉ? Đây nha các bạn nhé, khi mình lấy ra ấy, thì bên trong này nó sẽ có được ra một tờ giấy như này này. Thứ hai là một tờ giấy giới thiệu của Remax này. Sản phẩm này là sản phẩm là cục sạc dự phòng đa năng 15.000 mAh của Remax. Tên sản phẩm là RPP20 nhé các bạn nhé. Bên trong này nó có một số những thông số cơ bản thôi, thì nó không có gì quá đặc biệt cả. Thì mình sẽ để cái hộp này ra bên này. Tiếp theo chúng ta có một cái túi để đựng cái cục này. Đây các bạn nhìn thấy Remax này, Made My Revive My Life. Đó, và cái hãng Remax này thì khá là nổi tiếng với hàng đồ công nghệ sạc dự phòng cũng như là cáp sạc rồi. Và link mua hàng của sản phẩm này thì mình cũng sẽ để dưới phần mô tả video của để các bạn xem nhé. Cục sạc này nó rất là nhỏ gọn. Đó, nếu mà nó được 15.000 mAh thì khá là tốt, và mình nghĩ là nó phù hợp với dân xe ôm đúng không? Đây các bạn nhìn thấy Remax này. Đây các bạn nha, mình sẽ quay chi tiết hơn cho các bạn xem. Chúng ta sẽ có một cái là logo Remax ở dưới này này. Đó, và bên trong, bên ngoài cái cục sạc này nó sẽ có là cho chúng ta là lớp nhựa nhám nha các bạn nha, cầm khá là chắc tay này. Bên cạnh đây các bạn thì thấy là chúng ta có một nút nguồn power này. Đó, thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta đèn led là hiện tại là còn 63% này. Ở đây chúng ta có thể cắm cổng Type-C này, cổng USB này. Đó, USB output 5V 3A các bạn nhé. Bên dưới này Type-C 5V 3A. Đó. Ở trên này các bạn thì nhìn thấy chúng ta sẽ có cho là thông số của cái sản phẩm này. Đó, thì không biết là các bạn nhìn rõ không thì mình sẽ quay sát hơn cho các bạn nhìn nhé. Đó, ok. Bên cạnh đây các bạn thể thấy là chúng ta có một cái chân này để chúng ta sạc trước cục sạc dự phòng này. Đó, rất là đơn giản, rất là gọn gàng, chúng ta không cần phải sạc ngoài đúng không, và sau đó chúng ta dùng như là gấp gọn nó vào là xong. Đó, cạy lên thì nó cái chân này nó khá là chắc này. Đấy, nên chúng ta cạy lên nó khá là khó. Tiếp theo bên này chúng ta sẽ có là một cổng Type-C và một cổng Lightning để chúng ta có thể cắm vào điện thoại để chúng ta sạc. Đấy, dây thì nó cũng dài bình thường thôi, không quá dài nha các bạn nhé. Đó, bây giờ ví dụ mình thử sạc cho điện thoại iPhone của mình nhé. Mình hiện tại mình đang không dùng Samsung gì cả. Mình sẽ cắm sạc này. Đó, cắm sạc thì nó sạc luôn. Đó, như thế thôi.
Thì lát nữa mình sẽ sạc đầy cục sạc dự phòng này, mà mình sẽ sạc thử cái điện thoại này của mình xem là được mấy lần nhá. Rồi mình sẽ rút ra, mình sẽ review tiếp cho các bạn. Đó, và dây khi chúng ta dùng xong, các bạn có thể thấy là chúng ta có thể cất gọn vào được. Và dây các bạn thì nhìn thấy là dây sạc này nó dạng dạng giặc dẹp này, và dây rất là dẻo, nên là chúng ta yên tâm về độ bền. Về hãng Remax thì không còn gì để bà bẹt cả nữa rồi. Đó, chúng ta ấn gọn xuống khá là hợp lý đúng không? Đó, bên này cho chúng ta một cái lỗ để chúng ta có thể cắm dây vào nữa, gắn dây vào để chúng ta có thể treo ở đâu đó. Sau khi mình sử dụng cục sạc dự phòng này 3 ngày thì mình thấy là sạc khá là nhanh và khá là tốt các bạn nhé. Mình đang sử dụng điện thoại của mình là iPhone 6S Plus với pin là 2750 mAh, thì mình sử dụng được khoảng 3,5 cục lần sạc. Và trong quá trình sạc ấy thì mình vừa sạc vừa dùng nữa, thì tính ra thì cục sạc dự phòng này 15.000 mAh thì tính ra khoảng sạc được khoảng 4 đến 5 lần là ok đó. Và mình trong quá trình mình dùng ấy thì mình có thấy một điểm bất lợi, thì là cái dây sạc có sẵn này nó khá là ngắn đó. Tuy nhiên thì các bạn cũng có thể mua sạc dự phòng thì các bạn thường hay hầu như không có dây sạc sẵn đúng không, thì các bạn sẽ sử dụng những cái dây sạc của mình đang sử dụng ấy, các bạn vẫn có thể cắm trực tiếp vào qua cổng USB ở đây đấy, hoặc các bạn có thể sử dụng sạc nhanh qua cổng Type-C. Thì không hẳn là bất lợi đâu, bất lợi chẳng hạn là ngắn thôi. Tuy nhiên thì nó là có lợi, bởi vì sao? Bởi vì nó có sẵn dây, chúng ta có thể cắm sạc trực tiếp luôn, chúng ta không phải mang theo dây sạc bên người đó. Thì sản phẩm này thì mình mua trên Shopee, và tất nhiên rồi link mua hàng mình sẽ để dưới phần mô tả video để các bạn nào thích các bạn tham khảo nhé. Và nó rất là nhỏ gọn thôi, chỉ vừa trong lòng bàn tay của mình đó. Sản phẩm mới dung lượng là 15.000 mAh. Và nếu bạn nào thấy video này hữu ích cho các bạn, và các bạn có thể tham khảo dòng sạc dự phòng Remax này, các bạn có thể mua hàng. Và các bạn đừng quên là đăng ký kênh YouTube của Cường NKT để ủng hộ mình có ra tiếp những video review những các sản phẩm tiếp theo. Mình đặt hàng trên Shopee, Lazada, Tiki, và nhớ đăng ký, like và comment để lại ý kiến cá nhân của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Cường NKT. Xin chào.